Hôm 19 tháng 6, Reuters dẫn lời ông Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tế học của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Trung Quốc cho biết, ông nghi ngờ nhiệt độ thấp và độ ẩm cao tại chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh có thể là yếu tố góp phần làm lây lan virus corona chủng mới gây dịch COVID-19. Cũng theo ông Ngô, trong số người nhiễm COVID-19 làm việc tại chợ Tân Phát Địa, hầu hết là người phục vụ tại các quầy bán hải sản và thủy sản, tiếp đến là những người bán thịt bò và thịt cừu. Ông Ngô cũng nói rằng bệnh nhân từ khu bán hải sản có triệu chứng của bệnh COVID-19 sớm hơn những người khác. Điều tra sơ bộ cho thấy nhiệt độ thấp cùng độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho virus corona chủng mới sống sót lâu trên bề mặt bên ngoài và phân tán, song ông Ngô cảnh báo cần nghiên cứu thêm về vấn đề này. Trung Quốc trong tuần này đã tạm dừng nhập khẩu cá hồi từ châu Âu do lo ngại cá hồi nhập khẩu có thể liên quan đến đợt bùng phát COVID-19 gần đây, khiến hơn 100 người mắc bệnh ở thủ đô Bắc Kinh. Ngành y tế Trung Quốc cũng cảnh báo người dân không nên ăn cá hồi sống sau khi virus corona chủng mới được phát hiện trên tấm thớt của một cửa hàng bán cá hồi nhập khẩu, song chưa thể xác định nguồn lây là người bán hay cá hồi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.